con đói bụng chưa? Hai mẹ con sẽ đi mua đồ ăn sáng nha. Để mẹ thắt cái dây an toàn cho con nào. Đây là mẹ thắt dây an toàn. Đấy, đi vô đây người mẹ ngồi giảm nè. Trời bắt đầu lạnh rồi đó. Rồi, cô bé ở đây nha. Đây, hai mẹ con mình đi chợ nè. Em mua bánh ướt à? Bánh hỏi à? Bánh hỏi à? Bao nhiêu? Em 10.000 bánh hỏi đi à? Ăn chuối không? Ra chuối à? Đi vào đây. Chị ơi, bánh đây là bánh gì vậy chị nhờ? Mà bánh cu xê. Còn là bánh vàng vàng là bánh tráng. Đó, bánh cu xê. Cho em ba cái này, dạ cho em ba cái này nữa nhé. Cô có biết mình đẹp không? Cho cầm cầm không? Cầm nó ăn á, ăn á. Được 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 được. Thầy, qua rồi, ui ui, ăn liền luôn. Cô bị cảm ơn chưa? Ngon không? Ừ. Sướng thế. Cô cho luôn đó nhờ. No chưa? Ăn thế này là no rồi đó. Đúng không? Đó, no rồi đó. Cảm ơn các chị. Em lấy bánh hả? Cảm ơn ạ. Em đi về đây ạ. Cô đi về nha. Để ăn sáng thôi. Đây, để cho cô Bi nè, con ăn đi. Hai mẹ con tôi cùng ăn sáng nha. Này cô Bi ăn quả chuối ở chợ ngon không? Cô Bi đi đâu cũng được trao quà hết nha. Nhắc cô Bi luôn rồi đó. Anh đi tiếp mẹ lấy nước cho cô uống nha. Được không? Nãy ăn quả chuối no rồi, về bảo ăn được nhờ. Ăn thêm được nhờ, cô bị ăn thế là mau lớn lắm đó. Ngồi đây con, ngồi xuống đây. Ngồi đây, ngồi ngồi ghế thôi. Đúng rồi, ngồi lại. Cao thế. Hả? Này, cái này mẹ nói cái này cho cô Bi ăn nha. Mẹ bóp ra thử nào. Này, nước của con đây này. Con ăn này nữa mẹ dẹp nha. Rồi, con ăn đi, con ăn cái đó đi.